Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay tiếp tục với series mua hàng trên mạng thì hôm nay mình sẽ làm một video cho các bạn xem và so sánh giữa hai cái tu vít đa năng này. Cái loại mình đang cầm á là loại của King Master. Loại này thì nó khá rẻ thôi, nó khoảng là 20 đến 25 nghìn cho loại này. Và còn bên đây là loại của Zachly 6066B. Loại này nhìn thì nó đẹp hơn. Thứ nhất là nó đẹp hơn nè. Hai là nó có cái phụ kiện này rất là tiện lợi cho các bạn cầm để các bạn dặn. Thì cái này nó cũng có thôi nhưng mà nó ngắn hơn và chúng ta cũng không có thể mà tùy chọn cái độ dài của nó được. Còn cái này thì mình có thể chọn cái này dài ngắn. Nếu mà một bạn ngắn thì cứ để dài, còn dài các bạn có thể gắn cái này vào thêm. Và giá của nó thì con này thì giá khoảng 40 đến 45 nghìn. Thì nó mắc cỡ cũng như gần gấp đôi cái này. Thì số đầu nó cũng tương tự nhau thôi. Nhưng cái này thì nhìn nó thích hơn. Và cũng như là nó chuyên nghiệp hơn, nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Này thì nhìn nó cứ củ chuối cái gì á. Và cái nữa là cái thằng này nó rất là dễ xúc. Khi các bạn dặn ra nó các bạn dặn ra nè. Các bạn sơ ý thì các bạn đụng nhẹ một cái là mấy cái này nó sẽ rớt ra, các bạn lụm gắn lại rất là lâu lắc. Và cái cây tu vít dặn của nó nè. Những cái đầu này hầu như là cái đầu điện tử nào các bạn mở cũng được. Thậm chí nó có những cái đầu to như thế này. Thấy không? Tèo. Đầu to. Đây, đầu to. Rất là nhiều đầu. Thấy không? Các bạn có thể thay và đổi về đây. Và dạng được rất là nhiều thứ. Thì thay vào mà chúng ta sử dụng thôi. Này, các bạn đụng một cái nó rớt ra ngồi gắn lại tâm thần luôn. Mình sẵn đây. Và còn cái loại này, loại 40 đến 45 nghìn thì nó này. Nếu các bạn nào có quan tâm đến hai cái sản phẩm này mình cứ để link dưới phần mô tả của video nha. Các bạn có thể click vào đó xem tham khảo và mua. Đây, cái cây để chúng ta nói dài. Không, nhìn cái cây của vít của nó nhìn rất là đẹp và rất là chuyên nghiệp. Khác hẳn với con mà hai mươi mấy ngàn ngọc trời vượt không. Hơn nữa cái này á nó hay hơn cái con bên này á là cái phần này nè. Các bạn thấy không? Nó có thể xoay được nè. Đó, khi chúng ta dặn, ví dụ chúng ta dặn như thế này. Để mình thử nha. Rồi gắn vào nha. Dạng như thế này. Đó thì tay chúng ta cầm cái này và chúng ta dặn. Đó theo nó sẽ xây thôi. Đó. Chỉ cầm vậy chúng ta xây thôi. Thay vì chúng ta phải cầm cái con này và chúng ta phải cầm vậy chúng ta phải xây hết 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 cái này luôn. Này sẽ cố định trên đây. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ cố định đầu trên đây để chúng ta dặn. Không? Đó. Rất là hay, rất là tiện. Với những cái nào nó sâu hơn một tí về các bạn cần dài các bạn cứ nói vào thêm. Đó, chúng ta sẽ có một cây dài như thế này. Thoải mái để dặn. Đây người bọn chúng ta. Rất là đẹp. Nhìn chung là hai cái sản phẩm này thì chức năng nó cũng gần như nhau thôi, cái nào cũng vậy thôi. Nhưng mà theo mình nghĩ là với cái giá tiền nó trên là không bao nhiêu, một cái 25, một cái 40, 45 như thế này á, thì mình nghĩ các bạn nên mua cái loại này, nhìn nó xài tốt hơn, chất lượng hơn.
Còn cái này nhìn nó xài vẫn được thôi, vẫn tác dụng vẫn như nhau, nhưng mình giá của nó không cao đến nỗi mà các bạn phải tiết kiệm để các bạn mua cái loại này. Mình khuyên các bạn là nên mua loại này, rất là xài, rất là chất, rất là chuyên nghiệp, xài rất là dễ sử dụng. Chào các bạn nha, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Và link mua sản phẩm mình có để dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn có thể click vào đó xem tham khảo để mua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.